嗯，啊，你，哈，嗯，mới thức khuya có một đêm mà bây giờ đã có vết chân chim rồi nè. Buồn quá đi à. Muốn thức khuya làm gì vậy? Mình có làm gì đâu, mình chỉ thức khuya để trộn kem dưỡng da mặt thôi mà. Trời, bà cũng ít ngựa à, mà chắc không bằng tôi đâu. Không bằng là sao? Bà thấy tôi dạo này mặc thế nào? Trời đất, nhìn mà thấy phát mệt giùm bà. Trời nóng như vậy mà bà ăn mặc cứ như cô bé mùa đông á. À, có chuyện gì vậy? Có một con nhán kìa. Thôi, nó ở bên kia cầu mà, đâu có làm gì được mình đâu. Hai chị em bướm xinh đẹp đi đâu đó? Thôi, đi đường khác. Đường này bị nó làm ô nhiễm mất rồi. Dán là loài côn trùng bẩn thỉu, hôi hám. Mai mốt ông đừng có dạy dột mà chơi với nó, nó lây bệnh cho đó. Dán là loài côn trùng bẩn thỉu nhất. Dán là loài côn trùng bẩn thỉu nhất. Mềm không cứu được bé. Ê, dán nó ra cứu kìa. Là dán sao? Cứu bác. Ủa, sao con không vào luôn? Thôi bác dùng lá bơ vào trước đi, con sẽ tìm cách vào. Nhưng mà bác kiếm thứ vô trước đi, con vô sau. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Khoan đã mọi người, còn dán nữa, ai cứu dán? Kệ nó, ngu ráng chịu. Sao mọi người lại nói như vậy? Dán đã hy sinh mình để có mắt kiến mà. Quen rồi. Tuy có màu sắc đen đúa, nhưng thật ra dán nó tốt bụng.
Giáng đã hy sinh mình để cứu Bất Kiến, quả thật dũng cảm. Giáng là anh hùng.